Chào mừng tất cả quý vị các bạn đến với kênh video của Điện Máy Cường Lên. Thì là hôm nay có cái máy xay xương, cũng như là có thể mình kết hợp cả xay thịt nữa. Thì con này là con công suất lớn, nó có thể xay được xương luôn. Xương như là xương cùi, xương bằng cái bắp tay, nắm tay. Thế này bà con bỏ vào nó đều xay được hết. Thì đây là cái sàng to này, sàng này lỗ 20. Đấy, lỗ 20 thì là cái sàng to để xay xương. Thì bà con nếu như muốn xay cái xương nó mịn hơn, nó nhỏ hơn, nó như kiểu mà rằng bột, thì bà con có thể xay xong cái sàng sàng to này chuyển qua cái sàng nhỏ này. Đây, có cái sàng 4 ly đây, thì bà con có thể lấy cái sàng 4 ly này để bỏ vào đây. Đấy, mình trực tiếp xay luôn. Thì đấy là nó sử dụng cái motor này. Motor là motor 3,5 kg. Đây, 3,5 kg của toàn phát này, 3,5 kg này. Là 4,67 HP gần 5 ngựa này. Tua chậm 1490 vòng một phút, 50 Hz. Đấy, động cơ là động cơ mới nhá, ngày 7 tháng 7 năm 2020 này. Đấy, động cơ toàn phát dây đồng, bảo hành cho bà con 12 tháng. Và máy thì do là cái việc xay xương nên là bà con có thể thấy được nó sẽ bố trí cho một cái máy là một bu ly đôi. Đấy, bu ly đôi 2 dây thì nó sẽ kéo khỏe hơn. Đấy, toàn bộ khung đế này, khung đế bằng thép V lớn hết này. Máy thì bên ngoài màu thì là màu xanh lá cây nhạt. Đấy, cực kỳ đặc trưng luôn. Và cái đường kính nó cực kỳ lớn này, đường kính ra xương nó cực kỳ lớn này. Đấy, cũng như cái miệng vào, miệng vào của nó cũng cực kỳ lớn luôn. Thì bà con thả trực tiếp cái xương vào đây, thì trong này có những cái rắn xoắn này, thì nó sẽ cuốn cái xương đi theo và trực tiếp đưa ra ngoài cái dao này. Thì cái việc thay thế thì nó cũng dễ dàng thôi, thay thế sàng nó cũng dễ dàng hơn lắc, nên tôi sẽ hướng dẫn cho bà con. Thì cái này chỉ cần vặn, có những cái tay cầm này, có những cái tay cầm để bà con thể vặn trực tiếp ra, thay cái sàng kia vào. Đấy, có thể là để xay xương nhỏ cũng như là để xay thịt. Còn đây là cái phần motor này, cũng như là đã đấu trước một cái automat vào đây này. Đấy, thì bà con có thể sử dụng automat này cực kỳ an toàn luôn. Cái này thì nó bảo vệ điện. Máy thì có trọng lượng khá nặng thôi, con này nó phải ít nhất không phải 50 kg, nó khoảng độ 50 kg, hơn 50 kg thì máy nó khá nặng, nên là bà con sử dụng thì mình cố định một nơi thôi. Máy việc cái việc máy đầm đầm chắc như thế này thì đảm bảo được cái việc của bà con khi xây xương thì cảm giác là an toàn hơn nhiều. Đấy, thép V cực kỳ chắc chắn. Máy thiết kế toàn bộ bằng gang, để đảm bảo được cái độ chắc chắn và cũng như là cứng vững của máy. Đấy, sau đây tôi sẽ thử cắm điện vào để bà con có thể xem được cái độ ồn của máy như thế nào. Đấy, thì máy được đấu sẵn automat cũng như là dây điện này. Đây, thì bà con trực tiếp ghim điện vào trong chỗ ổ điện này. Máy sử dụng điện 220 thôi nhá, điện thắp sáng bình thường. Thì bà con có thể đây, cái này là automat, con bật lên. Đấy, máy chạy cực kỳ êm luôn, tua chậm. Máy chạy cực kỳ êm luôn. Bà con thấy cái sàng này nó hơi rung nhá, thì bà con chú ý là mình sẽ siết lại cái sàng này nó thật chặt nhá. Thì bà con có thể chú ý là máy quay rất êm. Đấy, thì nhìn này, bà con vào trong những cái vòng tua, vòng xoắn này cuốn cái xương ra bên ngoài. Đấy, còn cái automat này thì cái này là bà con sử dụng nó cực kỳ an toàn luôn. Đấy. Đấy, khi nào mình không dùng mình tắt automat thôi, còn ổ điện thì có thể để trực tiếp như thế. Đấy, thì bà con có nhu cầu mua cái máy xay xương lợn cũng như là xay xay cá rồi là xay các loại thực phẩm thì có thể liên hệ bên Điện Máy Cường Lên, địa chỉ 923 Giải Phóng.